Mua dưỡng môi Laneige trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại dung tích khác nhau, nên những ai chưa có kinh nghiệm mua hàng hoặc chưa dùng loại dưỡng môi này bao giờ đều rất thắc mắc không biết là dưỡng môi này có mấy loại. Thì trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn những loại dưỡng môi Laneige đang có để bạn yên tâm mua đúng hàng nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Mặt nạ môi Laneige là loại mỹ phẩm dưỡng môi hiệu quả được nhiều bạn gái yêu thích. Hơn nữa dòng Laneige còn có nhiều loại đa dạng chiết xuất từ các loại quả trong tự nhiên, mùi thơm cực kỳ nên đã nhanh chóng lọt vào top sản phẩm bán chạy 2019. Đồng thời, mặt nạ môi Laneige không những được ra mắt với các loại dung tích khác nhau như loại 3g, 8g hay 20g. Với mặt nạ môi Laneige 3g là rất phù hợp và tiện lợi cho các chị em có thể mang theo khi đi du lịch hay đi công tác xa, có thể sử dụng được ngay mà không cần phải chiết ra từng lọ nhỏ. Nhưng mà loại 3g thì hơi nhỏ, nên các chị em khi dùng phải sử dụng tay để bôi, chứ không có cọ quét như hũ lớn. Ngoài ra, nếu các chị em mà muốn tiết kiệm thời gian mua sắm, thì có thể chọn ngay em 8g hoặc 20g, xài thoải mái tận 2-3 tháng mới hết đấy nhé. Loại này thì có que sẵn trong hộp rất tiện lợi cho các chị em nhé. Tóm lại, chị em có thể chọn mặt nạ ủ môi Laneige có dung tích nào cũng được nhé, miễn sao là chọn đúng hàng chính hãng sử dụng là được, để không bị ảnh hưởng đến da và sức khỏe của mình nhé. Dưỡng môi Laneige hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dưỡng môi Laneige hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.